Sáng nay, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc bổ nhiệm trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh. Dự hội nghị có đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo quyết định số 775 ngày 15 tháng 4 năm 2024 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên, bổ nhiệm đồng chí Vũ Quốc Nghị, Phó trưởng ban phụ trách Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên, giữ chức trưởng ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh, thời hạn 5 năm từ ngày 15 tháng 4 năm 2024. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn đánh giá cao tầm quan trọng của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh là nơi đào tạo nhiều cán bộ của tỉnh trưởng thành, trong đó có đồng chí Vũ Quốc Nghị. Ban có vai trò quan trọng trong cải thiện môi trường đầu tư cũng như thu hút các dự án vào các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên, đặc biệt là những dự án lớn, dự án quan trọng, dự án FDI và dự án trong nước. Trên vai trò là trưởng ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh, đồng chí Vũ Quốc Nghị cần tiếp tục phát huy năng lực, trách nhiệm, tinh thần đoàn kết của cán bộ trong ban, tích cực tham mưu cho tỉnh để cải cách thủ tục hành chính, là đầu mối để giới thiệu, quảng bá, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào các khu công nghiệp tỉnh, phối hợp chặt chẽ với các nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp để mời gọi các nhà đầu tư vào Hưng Yên.